là Đỗ Thị Thanh, tôi đang ở thành phố Hưng Yên. Thì tôi được biết là cái dầu thơm đỏ của các anh ấy giới thiệu ở bên Hàn Quốc. Năm nay tôi cũng 78 tuổi, thì tôi có dùng một hộp đầu tiên, và đến nay là 3 tháng. Thì tôi thấy là cái huyết áp là như này, cái tiểu đường như này, mỡ máu, thì tôi đi khám định kỳ, thì đến nay là tôi cũng được ổn định mỡ máu và tiểu đường, thì tôi cũng được là giảm đi rất nhiều. Thì đến nay tôi thấy có sức khỏe của tôi, thì tôi thấy cảm thấy là rất là khỏe. Thì tôi uống xong hộp này thì tôi lại uống tiếp hộp nữa. Thì đây là tôi nói để tất cả các bạn bè biết dùng cái này là tôi thấy quý, tốt lắm. Thì tôi xin chia sẻ với lại các bạn bè để mà mọi người mua về uống cho cái sức khỏe nó khỏe lên. Sức khỏe là quý nhất.